Đây là Sanji, một good boy cực kỳ đẹp trai, học giỏi và lịch lãm. Cậu được bao cô gái theo đuổi và bao chàng trai ngưỡng mộ. Mặc dù được rất nhiều cô gái tỏ tình, nhưng Sanji vẫn chưa yêu một ai hết. Anh Sanji à, em rất yêu anh, hãy làm người yêu em nhé. Hồng bé ơi, bây giờ anh còn phải chăm học để giúp đất nước phát triển, vậy nên anh không thể yêu em được. Trời ơi, anh ấy thật lạnh lùng quá đi. Đại ca Sanji à, làm sao để có thể tán gái dễ dàng đây ạ? Trước tiên là phải có một trái tim sắt đá, phải thật ngầu. Ủa là vậy sao? Một hôm, Sanji bỗng thấy một cô gái rất xinh đẹp đi qua. Ủa Sanji, sao mặt anh tự nhiên đỏ bừng vậy? À chắc tại hôm nay trời hơi nóng ý mà. Khai thật đi, có phải anh đã yêu con bé vừa mới đi qua đúng không? Anh cứ mạnh dạn mà nói đi, tụi em đã có cách để anh có thể tán đổ con bé đó rồi. Ờ thì đúng là tao yêu con bé đó đấy, tụi mày hãy giúp tao đi. Dạ đại ca cứ yên tâm đi ạ. Ngày hôm sau. Chào bạn, bạn có phải là Hizoji không ạ? Là tôi đây, hai cậu tới đây làm gì vậy? À, chúng tôi muốn dẫn cậu tới gặp anh Sanji đó. Anh Sanji là ai vậy? Thì cậu cứ đi theo đi rồi sẽ biết. Tên tên tên, đây chính là anh Sanji đó. Anh Sanji à, chúng ta không quen biết nhau. Hôm nay anh gọi em tới đây làm gì vậy? Hizoji à, lần đầu tiên nhìn thấy em, mặt anh đã đỏ bừng, tim thì đập rất nhanh. Anh đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Vậy nên em hãy đồng ý làm bạn gái anh nhé, Hizoji. Xin lỗi anh nhé Sanji, em đã có người yêu rồi. Nani? Em đã có bạn trai rồi sao? Đó là thằng nào vậy? Là tao nè. Mày là ai hả? Tao là người yêu của Hizoji. Tên tao là Jojo, một chàng trai nhà giàu và bạo lực. Trời ơi Hizoji, sao em có thể yêu một thằng bạo lực như vậy chứ? Nói cho em biết, anh chính là good boy cực kỳ đẹp trai, học giỏi và lịch lãm đó. Nhưng nhà mày nghèo. Thằng kia, tao không tin cứ nhà giàu là có thể mua được tình yêu đâu. Tiền không bao giờ có thể mua được tình cảm của con người. Đã vậy thì tao sẽ thách đấu với mày. Jojo, nếu ai chiến thắng, người đó sẽ trở thành người yêu của Hizoji. Ha ha, hay đấy, chơi thì chơi. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Tôi tên là Usopp, là người dẫn chương trình. Sau đây sẽ là phần thi so tài để tranh giành tình yêu giữa hai nam vương. Good boy Sanji đẹp trai học giỏi và Jojo bạo lực vũ phu. Và giờ chúng ta sẽ tiến tới vòng thi đầu tiên. Vòng này có tên là đấu kiếm. Bà mẹ tao làm gì biết dùng kiếm đâu. Ở vòng thi này, hai thí sinh sẽ dùng kiếm để chiến đấu với nhau. Người nào giành chiến thắng thì sẽ được một điểm. Ha ha, sao vòng thi này nó hay thế nhỉ? Nó lại rơi vào đúng sở trường của mình luôn. Trời ơi, cô này mình thua thật rồi. Trận đấu bắt đầu. Và kết quả đã rõ, người chiến thắng ở vòng 1 chính là Jojo. Ha ha thằng gà, hừ, tức quá. Vậy người chiến thắng ở vòng 1 chính là Jojo vũ phu. Giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi số 2. Vòng thi này có tên là thi tài nấu nướng. Nani? Vâng, đúng như tên gọi của nó. Ở vòng thi này, hai thí sinh sẽ phải nấu một món ăn bất kỳ, sau đó đem ra cho ban giám khảo chấm. Ai nấu ngon hơn thì sẽ giành chiến thắng ở vòng này. Ban giám khảo là tôi nè. Chết bà rồi, mình nấu ăn dở tệ vờ lờ. He he, nấu ăn là sở trường của mình mà. Thế nên vòng này mình thắng chắc rồi. Vòng thi bắt đầu. 30 phút sau, vậy là cả hai thí sinh đều đã nấu xong món ăn của mình. Và sau đây ban giám khảo Lù sẽ chấm điểm. Về món ăn của Sanji. Trời ơi ngon tuyệt, mình chưa bao giờ ăn một món ngon như thế này. Cho Sanji 100 điểm về chỗ. Về món ăn của Jojo. Bày, món ăn dở tệ vừa lờ, nấu nướng như con. Cho Jojo 0 điểm về chỗ. Vậy nên tôi kết luận, ở vòng thi số 2, Nam Vương Sanji đã giành chiến thắng. Ha ha ha, tất nhiên là phải như vậy chứ. Tức quá, mày hãy đợi đó, to be continued. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cuộc so tài đầy căng thẳng này. Như các bạn đã biết, tỷ số hiện tại đang là một đều. Cả hai đấu thủ đang bất phân thắng bại. Và ở vòng thi số 3, cũng là vòng thi cuối cùng này, nó sẽ cho các bạn biết ai sẽ trở thành người yêu của Hizoji, ai sẽ là người có một tình yêu đích thực. Mời bạn Hizoji hãy ra thử thách ở vòng này. Vòng này thử thách khá khó khăn. Thử thách vòng này là nếu một trong hai anh ai đi được vòng quanh thế giới trước thì em sẽ chọn người đó. Cái gì? Đi một vòng quanh thế giới á? Sao thử thách này khó quá vậy Hizoji? À nhưng mà không sao, vì nhà tao giàu nên chuyện này cũng khá đơn giản. Quân hầu đâu? Dạ có tôi. Ngươi hãy mang máy bay xịn sò nhất tới đây, chở ta đi khắp thế giới mau. Dạ máy bay đây ạ. Mời ngài lên. Bye bye em yêu Hizoji, hãy ở lại chờ anh nhé.
Trời ơi, anh ấy thật giàu có quá đi. Việc gì anh ấy cũng có thể làm được. Còn anh Sanji, sao anh vẫn còn ở đây vậy? Anh không sợ mình sẽ thua sao? Anh sẽ không đi đâu cả. Tại sao vậy? Bởi vì ngay từ đầu, em đã là thế giới của anh rồi. Ôi, anh đúng là một người đàn ông có tình yêu mãnh liệt. Sanji à, anh làm em xúc động quá. 5 tiếng sau. Hừ, đi máy bay vòng quanh thế giới về sóng chóng mặt VL. Kizuji à, em hãy mau ra quyết định đi. He he, vòng này chắc chắn tao thắng rồi. Vì tao đã hoàn thành thử thách. Mày đừng vội mừng Jojo à. Bởi vì tao đã bày tỏ tình yêu sâu đậm với Hizuji, nên kiểu gì cô ấy cũng chọn tao thôi. Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Vì anh Sanji đã dành cho em một tình yêu rất nồng nhiệt và sâu đậm, cho nên em sẽ chọn anh Jojo làm người yêu. Em nói gì vậy Hizuji? Anh chính là người yêu em thật lòng đó. Lý do gì mà em có thể chọn một thằng như vậy được? Anh hỏi em lý do ư? Rất đơn giản. Bởi vì nhà anh Jojo rất giàu. Ban giám khảo tuyên bố người chiến thắng trong cuộc thi này là Jojo. Bye bye anh nhé Sanji. Chúc anh có một cuộc sống vui vẻ. Hu hu buồn quá. Vĩnh biệt em nhé Hizuji. Bye bye thằng gà. Sau sự việc trên, anh chàng Sanji đã rút ra một bài học sâu sắc của cuộc sống. Có tiền thì mới có tất cả.